Hello xin tất cả anh em, chào anh em đến với clip tiếp theo mình nhé. Mình HMC này. Và đến clip này mình sẽ review con hàng Frank Ribery này, một cầu thủ được mọi người gọi là gã sẹo của bóng đá, là một cựu cầu thủ của Bayern Munich và đang có những ngày tháng thi đấu bên đang có những ngày tháng thi đấu ở câu lạc bộ Fiorentina. Và đến ngày hôm nay cầu thủ mình sẽ review cầu thủ Frank Ribery này, một cầu thủ có những chỉ số cũng là trung bình, là chỉ số 76 cũng khá là trung bình, và những tình và những pha xử lý rất tốt đấy. Anh em nào mà thấy mình review hay ấy, để lại một like, một share và một đăng ký. Ok, Ribery có những khả năng dứt điểm cũng khá là ổn, và có những tình huống dứt điểm rất là kỹ thuật luôn, và có những tình huống sút phạt penalty cũng rất tốt, và sút phạt hàng rào cũng khá là tốt, chạy chỗ giỏi và những tình huống đá rất hay. Ribery từng có những là Ribery và Robin đã là đôi cánh của Bayern Munich trong khoảng gần một thập kỷ, và hai người bên thi đấu với nhau rất là tốt. Và hôm nay mình review Frank Ribery là mình cũng cho anh em thấy con hàng này chất lượng như thế nào. Chạy chỗ khá ổn, chạy cũng nhanh, mà những tình huống chuyền bóng cũng khá tốt. Đấy, anh em nào mà thấy video mình hay và thấy cả Ribery hay thì anh em hãy mua thử con hàng này và sử dụng một lần. Mình thấy con hàng này sử dụng rất là ổn áp, có những tình huống xử lý cũng khá tốt, ghi bàn khá tốt đấy, và những tình huống mà anh em ấy đó, anh em thấy dứt điểm cũng khá tốt đấy, dứt điểm cũng khá là căng, chọn vị trí tốt, có và khả năng phòng ngự thì cũng hơi kém thôi, còn đâu thì khả năng tham gia tấn công và tất cả đều rất ổn. Anh em nào mà thấy clip mình hay đừng quên chia sẻ, mọi người cũng biết nha. Còn anh em nào muốn mình review về cầu thủ nào thì anh em hãy comment ở dưới để cho mình biết. Đây là nick mới của mình nên là hân cũng hơi củi, nên là và mình mới với mua Ribery mình thấy chơi khá ổn nên là mình muốn review lại cho anh em xem. Anh em nào thấy clip hay đừng quên để lại một đăng ký nha. Và xong thời gian đã, nếu mình mua được file Ben Robben, xin lỗi là Robben, thì mình sẽ review file Ribery và Robben là sẽ để sang hai cánh đấy. Anh em nào thấy clip mình hay đừng quên để lại một đăng ký nha, và clip đến đây rồi, tạm biệt tất cả anh em.